khi mà bé mình nó đêm nó không có ngủ, đêm nó thức và đêm nó quậy gì đó, làm cho ba mẹ stress rất là nhiều. Bác sĩ chào ba mẹ đến với kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Mình là bác sĩ Mẫn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề mà rất là hay, đó là dạy cho bé phân biệt được ngày và đêm. Vậy mục đích của phân biệt ngày và đêm là để làm cái gì? Cho bé mình nó sẽ ngủ ngoan hơn, giảm tình trạng stress của ba mẹ. Ví dụ như ban ngày thì mình để phòng có ánh sáng vào cho bé, không để phòng quá tối. Thứ hai, mình có thể chơi giỡn, có thể nói chuyện với con. Tiếp theo đó là khi mà bạn bú khoảng 2 đến 3 phút thì nhiều khi bạn nó buồn ngủ thì mình không cho bạn ngủ. Mình phải lấy cái tay mình xoa cho massage chân cho bạn, mình chọc cho bạn thức để một cử bú của bạn này tại vì cũng phải 15 phút chứ không thôi là bạn nó sẽ muốn nhơi. Thứ tư là mình sẽ cho bạn mình tiếp xúc với những cái âm thanh thông thường như là tiếng máy giặt nè, tiếng tivi nè, mình không cần phải để cái không gian quá ngắn. Rồi đối với ban đêm thì mình ngược lại thôi, mình để cái không gian nó yên tĩnh, ngủ thì mình sẽ cần bắt cái đèn ngủ nó dịu nhẹ thôi, chứ không có cần phải là nó quá sáng. Trong lúc mà bạn ngủ, bạn giả sử như bạn nó giật mình nó thức đi thì mình cũng không phải là mình cũng bình tĩnh, mình sẽ dỗ dành lại bé, mình có thể hát ru cho bé. Đặc biệt là mình không có để cho bé mình ngủ trên tay, mình thể lúc mà gần thức thì mình để xuống giường, mình tập cho bé cái thói quen á là không có phải rung lắc khi ngủ, không có phải là phải để ẩm trên tay mới ngủ. Đó là những cái chia sẻ nhỏ của bác sĩ về cách để mình dạy cho bé mình phân biệt ngày đêm. Nếu mà người nhà có còn thắc mắc gì thêm, mình có thể liên hệ với trực tiếp với bệnh viện hoặc để lại những cái bình luận bên dưới để bác sĩ có thể là chia sẻ, có thể là tư vấn thêm cho người nhà. Xin cảm ơn.